Kính thưa quý vị, Ngọc Ánh rất vui khi tham gia chương trình hôm nay với bếp trưởng Doãn Văn Tuấn đến từ Furama Resort. Chương trình hôm nay Ngọc Ánh muốn hướng dẫn cho quý vị món ăn dành cho sức khỏe và sắc đẹp của chị em chúng ta. Đó là món cá hồi áp chảo ăn với sốt ô liu và các loại rau. Thành phần chính của chúng ta có cá hồi cùng với các loại rau như đậu và măng tây, lá đinh lăng và dưa chuột cùng các gia vị khác. Vậy thì những món ăn này có công dụng gì cho sức khỏe và sức đẹp của chị em phụ nữ của chúng em ạ? Như các bạn đã biết, trong thành phần của cá hồi thì có rất nhiều canxi và khoáng chất. Đặc biệt, trong thành phần cá hồi nó có omega 3, 6 và 9 thì nó tốt cho làn da và cũng như sắc đẹp của chị em phụ nữ. Và ăn kèm theo các loại rau thì trong các bạn đã biết, trong các loại rau đều có những vitamin A, C và D. Cũng nó có những thành phần chính để cho làm sáng da và kết hợp với cùng với cá hồi. Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau chế biến món ăn này ạ. Trước tiên chúng ta lấy cá hồi. Chúng ta tẩm ướp với một chút muối. Một chút tiêu. Chúng ta tẩm ướp cá hai mặt. Rồi. Món này chúng ta sẽ áp chảo. Chúng ta sẽ dùng dầu ô liu để áp chảo. Trong khi chờ dầu sôi để áp chảo cá, chị giúp em luộc cái măng tây. Măng tây từ khi nước sôi thì mình cứ luộc cỡ 2 phút là được. Chúng ta chiên cá. Và trong khi chờ chiên cá thì Ngọc Ánh đã luộc cái măng tây này xong rồi ạ. Cái dòng ánh để ra ngoài này phải không ạ? Dạ vâng ạ. Thì cá chiên mình, cá hồi mình chỉ chiên mỗi một mặt là 2 phút là được. Dạ. Dạ. Em sẽ làm cái sốt cá. Sốt cá thì mình dùng một chút dầu ô liu. Cái món sốt này rất đơn giản. Mình lấy cái vị ngon và mặn từ quả ô liu muối. Mình tạo vị hơi chua, mình dùng chanh. Thì cái vị chua nó sẽ kích thích cái vị giác của món ăn. Dạ. Thì mình sẽ là được 1 phút 30 giây rồi. Mình chỉ thêm 30 giây nữa là ok. Sau khi chúng ta đã xào thơm cái quả ô liu và sau đó chúng ta sẽ bắt nước chanh. Và chúng ta thêm một chút gia vị. Thêm một chút hạt tiêu. Và một chút muối. Bây giờ chúng ta trình bày trên đĩa. Chúng ta sẽ trang trí với một chút chút sốt. Sốt này chúng ta làm từ bí đỏ. Chị giúp em gắp cá lên trên đĩa ha. Chúng ta sẽ trang trí với khoai tây. Rồi, chị giúp em cái cá hồi với măng tây. Sau đó chúng ta cho cá lên. Để món ăn cho chúng ta thêm cái phần gia vị và màu sắc ấy, thì kèm theo món ăn ấy chúng ta sẽ rắc cái quả ô liu muối lên trên. Chị giúp em chặn cái chỗ này nè. Rồi, perfect. Chúng ta sẽ phân được cái miếng cá hồi này ra thành hai màu. Thì để cho cái mình tăng thêm cái màu sắc và hấp dẫn của cái cảm quan. Cuối cùng là cái phần quan trọng nhất là cái phần sốt dầu ô liu và quả ô liu. Chị sẽ rắc đều lên thế này cho em. Trên miếng cá này luôn hả anh? Hay là sao? Không quanh. Chúng ta sẽ trang trí món cá hồi này với lá đinh lăng. Và kết thúc với một chút dầu ô liu. Để tạo độ bóng cho món ăn. Vậy là chúng ta đã hoàn thiện món cá hồi áp chảo với sốt ô liu và rau. Kính thưa quý vị, vừa rồi chúng ta vừa chế biến xong món ăn rất là dễ làm, rất là ngon, rất là bổ dưỡng của bếp trưởng Doãn Văn Tuấn đã hướng dẫn cho chúng ta. Ngọc Ánh mong muốn rằng là chị em của chúng ta sẽ làm món ăn này tại gia đình để chúng ta sẽ có những món ăn ngon bổ dưỡng. Xin cảm ơn bếp trưởng Doãn Văn Tuấn ạ.
Xin kính chào quý vị khán giả.